Chào mừng quý vị, xin quý vị đánh dấu vào ô vuông trong tài liệu đăng ký của con em mình cho thấy quý vị sử dụng một ngôn ngữ khác, không phải là tiếng Anh ở nhà. Sau khi trường học nhận được biểu mẫu này, họ sẽ gửi cho quý vị thư về chương trình English Learner Education hay còn gọi là ELE, giáo dục cho người học tiếng Anh. Sau đây là những điều quý vị cần biết khi nhận được thư này từ trường học đầu tiên học khu sẽ kiểm tra các kỹ năng ngôn ngữ tiếng anh của con quý vị dựa trên kết quả con quý vị có thể cần chương trình English learner education giáo dục cho người học tiếng anh hoặc ele các chương trình ele giúp học sinh thành thạo các kỹ năng đọc viết nói và nghe tiếng anh con em quý vị có thể được cấp chứng nhận như dấu chứng nhận song ngữ và học tập ở trường như một người tốt nghiệp học đa ngôn ngữ nếu con quý vị cần ELE quý vị có thể cân nhắc những lựa chọn sau đây đây là những gì quý vị có thể làm tham gia tìm hiểu các chương trình có sẵn tham dự các cuộc họp hội họ thảo về chương trình English learner education hay còn gọi là ELE giáo dục cho người học tiếng anh yêu cầu sắp xếp lớp học đã có sẵn trường học và gia đình phối hợp với nhau để đảm bảo học sinh biết đủ tiếng anh để học tập thành công ở trường